iPhone, iPad màn hình gập, Apple đang phát triển công nghệ dành cho các thiết bị màn hình gập. Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư UBS cho biết trong một báo cáo gửi tới các nhà đầu tư, điều này gợi ý rằng một chiếc iPhone màn hình gập đang được phát triển, nhưng Apple có thể sẽ ra mắt mẫu iPad gập trước. Họ tin rằng một thiết bị như vậy có thể được ra mắt vào năm 2020, nhưng để chắc chắn thì phải năm 2021. Theo CNBC hơn 1 phần 3 số người dùng được hỏi trong một khảo sát của UBS gần đây rất quan tâm đến smartphone màn hình gập khi mua điện thoại mới. Điều mà hãng nghiên cứu này cho là đặc biệt quan trọng với iPhone của Apple. Giá cả vẫn là một trở ngại chính đối với người dùng. Dù khách hàng sẵn sàng mở hầu bao với smartphone màn hình gập nhưng không đến mức 2.000 đô la Mỹ như giá Galaxy Fold của Samsung. Cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết người tiêu dùng chịu chi thêm 400 đến 500 đô la Mỹ cho một thiết bị màn hình gập. Với những tín đồ của táo khuyết, họ chấp nhận trả nhiều hơn một chút. UBS cho biết. Samsung đang là hãng sở hữu các công nghệ cho thiết bị màn hình gập nhiều nhất. Ngân hàng này cũng kỳ vọng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ đi đầu trong lĩnh vực này, nhưng Apple cũng được cho là đang trong quá trình phát triển thiết bị gập, có thể sẽ ra mắt trong 2 năm tới, nhiều khả năng là iPad hơn là iPhone. Đã có một số bằng sáng chế của Apple liên quan đến thiết bị màn hình có thể gập lại và các báo cáo cho rằng Apple đang tích cực hoàn thiện công nghệ này. Chúng ta cũng thấy nhiều concept iPhone và iPad màn hình gập xuất hiện thời gian gần đây cuộc khảo sát của ubs cũng xác định trung quốc là thị trường tiềm năng nhất đối với smartphone màn hình gập nhưng trước tiên các nhà sản xuất phải tìm cách giảm giá thành sản phẩm thiết bị gập để nó có thể trở nên phổ dụng